Đây là một con mấy gỗ nữa. Mùa này thì nó lột và nó chui đầu vào vạ trong cái hang này. Đấy. Lột và nó chui đầu vào trong cái hang này này. Và cái đoạn giữa của nó mắc luôn ở cái cửa hang này, nó không ra được. Đấy. Thì là con rắn ở bên trong ấy, nó sẽ tuồn người ra. Nó tuồn người ra xong bắt đầu là ra đây, là đây là cái đoạn đuôi của nó này. Sau khi nó lột xong là cái đây là cái đoạn đuôi của nó, là nó tuột nó đi ra. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục trở lại khu vườn nhà ông Não bị rắn tấn công này, để mình đi săn tìm cái con rắn mà đã tấn công ông Não. Và hai nữa là cần mình cầm thêm một ít cái nông để bẫy. Đấy. Đấy, mọi người nghe tiếng ông Não bên trong nhà chưa? Thì ông Não từ hôm bị rắn nó tấn công đến bây giờ thì cũng rất là sợ và hoang mang ấy. Đấy, nên là có nhờ mình nhờ lên đây để mình tìm kiếm liên tục để xem có phát hiện được ra con rắn này không. Theo mình đoán thì con rắn này chắc chắn là nó cũng sẽ không ở một chỗ đâu, nhưng mà mình cũng cứ phải tìm để cho nó kỹ một chút đấy. May mắn là gặp nó ở còn ở khu này thì mình bắt được thì càng tốt. Và hai nữa mình đặt nồng này thì mình tìm không thấy, sẽ chắc chắn thì hai hôm nữa thì sẽ nếu mà nó còn ở đây ấy, thì chắc chắn nó sẽ vào lồng của mình, thì kiểu gì thì mình cũng sẽ bắt được nó. Bởi vì cái khu vực này đi thì nó là khá là rộng đi, bởi vì cái khu vực này nó khá là rộng. Nói chung là những cái khu vực nào mà rắn nó thường xuyên qua lại đấy, thì kiểu gì thì nó sẽ gặp mồi, nó sẽ vào nó ăn, và nó sẽ dính cái bẫy này của mình. Và bẫy mình đánh bẫy này thường thường là mình cứ phải che cái lồng bẫy vào ấy. Thì giống mình đánh bằng mồi nước này, và hai mà mình sẽ đánh bằng mồi cóc nữa. Đấy, nên là cóc thì nó sẽ không chịu được mưa. Không may mà đêm nó có mưa thì con cóc nó sẽ lạnh nó chết. Đấy, và hai nữa là mình có một chút nước để gây mùi cho dẫn dụ cho rắn nó đến. Bởi vì ở khu vực này, vườn nông cụ này thì nó khá là rậm rạp, nên là làm cho mình khó, không thể nào thể để đi tìm bới được tất cả mọi thứ mọi chỗ. Đấy. Đấy, như mọi người thấy này, rất là rậm. Mình nghĩ là mấy hôm vừa rồi ấy thì gặp nó chắc chắn là nó sẽ đi ra khu vực mạn ngoài này. Đấy, nên là mình cũng đánh nồng, vừa mình đánh nồng ở mạn ngoài này là mấy cái rồi. Mình quay quanh ở cái khu vực này, mình đánh gần chục cái nồng ở cái khu vực này. Đây này. Và cây này cũng là một cái vị thuốc các mọi người này. Đây trên vườn cũng có cái cây này là một vị thuốc này. Cây lạc tiên này, cây này là về nấu như là nó dễ ngủ đây này. Đấy. Khá là thơm, cái quả nó khá là thơm. Đặc biệt là mình sau khi mình đi mình đánh nồng ấy, đánh nồng quanh đây thì mình phát hiện khá là nhiều những cái bộ xác nó lột ra rồi. Bộ xác ấy khá là to, cái bộ xác của con rắn đây này. Bộ xác này thì nó mới lột cách đây khoảng 2-3 hôm thôi, chắc là trong vào cái khoảng mà ông Não, mấy hôm mà ông Não bị tấn công đấy. Đấy, bộ xác rắn đây. Đấy. Mấy hôm nay thì nó mưa khá là to. Con này thì chắc cũng được tầm khoảng 2 cân thôi. Đây. Xác nó dài và nó to như thế này. Đây là cái khúc đuôi này. Khúc đuôi này. Và đây là khúc giữa này.
khúc giữa và cái khúc đầu của nó vào đến trong kia. Đấy, vào đến trong kia. Bên đây mà còn một bộ nữa. Đây là còn một bộ nữa. Bộ này thì nó lột và nó chui đầu vào vạ trong cái hang này. Đấy. Lột và nó chui đầu vào trong cái hang này này. Đấy, cái bộ da của nó thì nó vẫn cứ nằm bẹt ở ngoài này. Nó lột và nó nằm bẹt đây. Đấy. Con này là nó ở trong hang là nó bò ra đến cửa hang là nó mới lột nhá mọi người nhá. Nó bò đến ra cửa hang bắt đầu nó mới lột. Và nó lột rồi nó sẽ đi ra ngoài. Sau khi nó lột xong thì cái đuôi của nó sẽ ở bên ngoài. Đấy. Thì mọi người thấy nào. Rắn ấy thì nó thường thường nó lột từ ở đầu nó lột ra. Đấy, và đây là cái đống mà nó lột ở bên trong hang này. Nó tuồn ra, con này thì khá là to, nó phải chật cái hang như thế này thì nó mới trườn được ra này. Đấy, nó phải chật một cái hang này. Con này thì cái hang nếu mà nó trườn ra mà nó vừa một cái hang này thì mọi người biết được là cái khúc giữa của nó to như thế nào. Và cái đoạn giữa của nó mắc luôn ở cái cửa hang này, nó không ra được. Đấy. Thì là con rắn ở bên trong ấy, nó sẽ tuồn người ra. Nó tuồn người ra xong bắt đầu là ra đây, là đây là cái đoạn đuôi của nó này. Sau khi nó nổ xong là cái đây là cái đoạn đuôi của nó, là nó tuồn nó đi ra. Đấy. Thì nó sẽ đi ra bên ngoài, không biết là nó có quay trở lại hay không. Không biết con này nó có quay trở lại hang này hay không, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ chỉ có quanh ở cái khu vực này thôi. Nó sẽ quanh ở cái khu vực này. Đấy. Thì may mắn ra thì một vài hôm nữa thì mình đánh bẫy ở cái khu vực này đấy, thì sẽ dính mọi người. Đây này mọi người này. Đây là mình đánh bẫy này, mình thấy cái hang này rất là khả nghi và mình đã thả cái lồng bẫy ở đây. Mình thả trực tiếp vào trong những cái kẽ hang như thế này thì nếu mà nó có ở đây là nó ngửi được cái hơi mồi của mình, và hai đứa con nó có mồi cóc thì nó sẽ đi ra và nó sẽ chui vào nó ăn mồi. Thôi bây giờ thì mình cũng xin phép tất cả mọi người để được khép lại cái video này ở đây nhá. Hẹn ở mọi người ở trong những cái video tiếp theo. Nếu mà một hai hôm mà Đức Dưỡng bắt được con này thì Đức Dưỡng sẽ tiếp tục quay lại để thông báo với tất cả mọi người sau, để giúp ông cụ ở đây đỡ sợ hãi và đỡ hoang mang. Vì ở khu vực chân núi này thì nó khá là nguy hiểm, hình dòng rắn này khá là nguy hiểm. Vì cả cái quả núi này thì ở khu xung quanh đây thì nó toàn như nhau hết. Đấy, cỏ thì cứ nào hôm trước thì hôm sau nó lại mọc lên đầy rồi. Đấy, không thể nào thể hết được. Nên là cái việc rắn rếp này sẽ không tránh được. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.